là đẹp. Cái giống như một cái chùm đèn cực lớn, đèn lồng cực lớn. Đèn lồng cực lớn ở trong cung điện của các cái vị hoàng đế ngày xưa. Rồi cái này là hình gì? Này dạ. Cái nào anh? Đây. Đèn chùm. Cái này á? À. Cái này anh tự hình dung ra cái gì? Không biết nữa. Không nhìn, không biết hình gì đây. Là kỳ phụ. Về nổ chứ. Vì cái không khí ở trong men nó chúng ta biết nó cứ tầm đều từ 18 đến 22 độ C chứ là nó không phải. Thấy vô mát á, mát rười à. Làm sao? À được rồi. Là vì nó thông. Ồ nó thông. Cái được 3 cái là đây nó là. Cái này là cát hay là đá? Dạ cát. Cát này, cát này là từ đâu mà ra? Cát này là do cái mùa lũ á. À mùa lũ. Đứng lên cao lên. Để hóng mà không được luôn. Đây hả? Dạ.